Xin kính chào toàn thể các bác. Lâu lắm rồi thì em mới về thêm các dòng như là 725 để phục vụ các bác trên mọi miền tổ quốc nhá. Đây là cái họng kèn của 725, họng to. Đấy. Trong thùng thì là có khoang để đỡ tép. Đấy. Hàng vừa về trong buổi tối đêm ngày hôm qua, Hưng Yên một ngày gió rét, em không bê ra ngoài trời em quay được. Nên là quay ở trong studio nên là các bác nhìn nó không được à. Sang lắm thì các bác hết sức thông cảm nhá. Thùng 725 này là sử dụng sơn sần cát, gỗ 18 lớp, gỗ 11 lớp và sơn chống nước, gỗ chống nước. Có dây treo trên nóc đầy đủ các bác nhé. Đấy. Rãnh treo đầy đủ. Dòng này thì chuyên dùng cho các bác làm là tổ chức sự kiện mà trong không gian kín. Ví dụ như trong nhà hàng tiệc cưới, hội trường, văn phòng lớn mà rộng nhưng lại chỉ có diện tích hẹp thì lại chơi được cái loại dòng loa này. Và nếu như hội trường mà lớn hẳn thì các bác nên dùng column đánh điểm từng góc, nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì trên đây là cái vỏ thùng 725, hàng Việt Nam lắp ráp đóng tại Việt Nam, cao cấp đến gần như nhất nhì luôn rồi. Đấy, đây là phụ kiện này, là có tay sách này, hậu này, họng kèn này. Giá của một đôi vỏ thùng này bên em đang bán là 4.600.000 bao ship mọi miền tổ quốc cho các bác. Và các bác nào quan tâm đến mẫu vỏ thùng này thì liên hệ trực tiếp với anh em chúng em nhé. Thùng sơn sàn cát đạt quy chuẩn của châu Âu, đề xuất là chống nước. Đấy. Rất là to, cực kỳ hoành tráng. Và bây giờ anh em chúng em sẽ tìm cái thước để mà đo cho các bác xem là chiều cao, mặt, sâu, rộng các cái để các bác xem có phù hợp không nhá. Đấy. Chúng ta sẽ đo trước là cái bề mặt từ bên trái sang bên phải của chiếc loa này. Đây. Mặt trước trái sang phải là 54 cm. Chiều sâu đo luôn nha. Chiều sâu là 52 cm. Và cái chiều cao này quan trọng nhất này. Đấy. Chiều cao là 1m23. Đấy, chiều cao là 1m23. Khá là to đúng không ạ? Rồi, em sẽ đo cái họng kèn cho các bác xem nha. Họng kèn bề mặt đây là vào 36. Chiều ngang và chiều cao là 23. 23, 36. Họng kèn 725. Rất là to, cực kỳ hoành tráng. Trong đây thì bên xưởng nó có thiết kế một cái khoang 17 cm để đỡ củ tép. Và trong đây nó có cái khoang 20 cm để gọi là thông hơi. Thông từ khoang nó dưới lên loa trên. Đấy. Thùng nó bên em nó có đầy đủ ốc ke nha. Đấy, có ke góc, ke trước, ke sau. Mỗi cái là dưới gầm không có ke và đằng sau nó không có ke thôi. Gần giống Trung Quốc hết cỡ. Đấy, gần giống xịn hết cỡ. Nhá. Xịn thì rãnh ở dưới kia nó sẽ có một cái rãnh treo như này nữa, nhưng mà đây không có. Làm thì cũng vừa vừa thôi, giống gần hết thôi, giống y hịt thì nghe có vẻ tính tiền hơi khó nhỉ. Ok, thì các bác nào quan tâm đến mẫu vỏ thùng này thì liên hệ trực tiếp với chúng em nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.